có thể đối với tự tánh vô tánh của bốn tịnh lự không lay động, có thể đối với tự tánh vô tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc không lay động, có thể đối với tự tánh vô tánh của bốn niệm trụ không lay động, có thể đối với tự tánh vô tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không lay động, có thể đối với tự tánh vô tánh của pháp môn giải thoát không không lay động, có thể đối với tự tánh vô tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của thánh đế khổ không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của thánh đế tập diệt đạo không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của tám giải thoát không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của tất cả pháp môn tam ma địa không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của tất cả pháp môn đà la ni không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của mười địa bồ tát không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của năm loại mắt không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của sáu phép thần thông không không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của mười lực phật không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của đại từ không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của đại bi đại hỷ, đại xả không lai động có thể đối với tự tánh vô tánh của pháp không quên mất không lai động có thể đối với tự tánh vô tánh của tánh vươn vươn xả không lai động có thể đối với tự tánh vô tánh của trí nhất thiết không lai động có thể đối với tự tánh vô tánh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không lai động có thể đối với tự tánh vô tánh của quả dự lưu không lai động có thể đối với tự tánh vô tánh của quả nhất lai bất hoàn a la hán không lai động có thể đối với tự tánh vô tánh của quả vị độc giác không lay động, có thể đối với tự tánh vô tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát không lay động, có thể đối với tự tánh vô tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không lay động. Vì sao? Này thiện hiện vì tự tánh của các Pháp, tức là vô tánh. Vô tánh thì chẳng có thể hiện chứng vô tánh. Hết quyển thứ 366